Xin chào mọi người, thì hôm nay tôi sẽ nghiệm thu cái mẻ IMO mà ngày 24/9, tức là trước đây 4 ngày tôi đã thử nghiệm xem thử là cái hiệu quả và cái hiệu suất lên men của vi sinh vật bản địa mà chúng tôi đã làm ngay tại khu vực phân bón của trang trại Nắng Hòa Gió như thế nào. Thì tôi xin giới thiệu lại một lần nữa về sinh vật bản địa IMO. Thì vi sinh vật bản địa là tập hợp những cái chủng vi sinh vật chúng ta thuần nó, tập cho nó thích nghi và nhân sinh khối, cấp số nhân số lượng rất là nhiều lên để chúng ta sử dụng nó phục vụ cho mục đích nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thậm chí là thực phẩm. Thì cụ thể ở đây là chúng tôi sẽ nhân sinh khối IMO để tạo ra những cái loại chủng vi sinh vật xử lý mùi và ủ phân bón ở toàn bộ khu vực phân bón của trang trại Nắng Gió. Thì cái vi sinh vật bản địa này nó tập hợp rất là nhiều chủng, bao gồm chủng vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật phân giải cellulo, vi sinh vật phân giải lactic, vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa đường ruột, vân vân. Thì chúng ta sẽ mở nắp và kiểm tra xem hai thùng men mà chúng ta đã ủ gần 4 ngày, coi thử là cái bề mặt, cái mức độ vi sinh nó hoạt động như thế nào. Chúng ta sẽ kiểm tra về mặt nhiệt độ, cảm quan, mùi vị, màu sắc của cái bề mặt. Chúng ta sẽ kiểm tra trước cái thùng thứ nhất là cái IMO chế biến từ thơm. Thì cái công thức, quy trình, các bước thì tôi đã giới thiệu trong video trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại kết quả này. Quay bên trong cho mọi người xem. Thì đây là cái bề mặt vi sinh nó đang hoạt động rất là mạnh. Bề mặt này rất là nhiều men nó nổi trên bề mặt. Thì chúng ta đụng tay, bỏ tay vô bên trong thì nó tỏ ra một cái nhiệt lượng. Nhiệt lượng này do vi sinh nó hoạt động nó tạo ra nha mọi người. Và ngửi thử cái mùi. Thì chúng ta sẽ nghe được cái mùi chua, thơm của rượu, chúng ta lên men lactic vậy, ethanol vậy, và một cái mùi thơm thơm của cái nguyên liệu đầu vào là dưới với lại rỉ mật chúng ta bổ vào. Điều đó chứng tỏ là chúng ta đã đạt được 80% kết quả, còn 20% còn lại để chứng minh nó hiệu quả hay không thì chúng ta sẽ sử dụng cái IMO này pha lộn với nước với tỷ lệ là 1:10 hoặc 1:5. Sau đó chúng ta sẽ bơm xịt vào cái đống rác bất kỳ những cái vật liệu hữu cơ đang phân hủy và gây ra cái mùi hôi thối, xem thử vi sinh vật IMO nó có giải quyết ức chế tức thời cái mùi hôi thối hay không. Nếu trong vòng 2-3 phút chúng ta không còn nghe mùi hoặc mùi rất là nhẹ thì kết quả là hệ vi sinh vật của chúng ta nhân sinh rất là tốt. Cái đống chất thải rác hữu cơ sẽ được xử lý mùi tốt và chúng ta đảo trộn để ủ compost. Và nếu như mà trong vòng 5-10 phút thì hầu như cái mật độ vi sinh nó chưa đạt, chúng ta chú ý ha, từ 2-3 phút nếu hết mùi liền là kết quả ok. Và tiếp theo một cái thùng IMO nữa tôi làm bằng nguyên liệu khác. Cái thùng nãy là từ dứa thơm chín, thùng này từ chuối. Đây là cái bề mặt vi sinh nó đang đóng ván nè, đụng tay vô nó cũng có nhiệt lượng nè, ngửi mùi thì nó nồng nồng thơm thơm, cũng chua chua na ná như là cái mùi bên IMO bằng thơm. Bề mặt có rất là nhiều nấm, vi sinh vật đã tạo thành một cái màng ván ở trên bề mặt. Hôm bữa là tôi nghiền mỏng nhuyễn hết chuối thì nó ăn trong vòng 1 ngày nó ăn hết, nhưng mà tôi cố tình lấy chuối bóp nhẹ nhẹ thôi bỏ lô thử là như thế nào thì thấy là chuối nó cũng ăn gần hết rồi, còn cái vỏ không à. Chúng ta sẽ cũng sử dụng cái này để ủ phân và khử mùi luôn. Thì chúng ta sẽ kiểm tra và đi tới cái đối tượng mà chúng ta sẽ tiến hành khử mùi. Chúng ta xem nó cái mức độ hôi thối như thế nào. Thì mọi người xem video thì mọi người sẽ không ngửi được mùi, nhưng mà tôi thực tế ở đây là chúng ta sẽ thấy được cái mùi, nghe được cái mùi. Ở bên đây cho khỏi đi chừng. Chất thải bên này là chất thải lá nha đam của nhà máy trở lên. Thì trên mặt thì nắng nó chiếu vào thì nó khô. Hiện tại chúng ta không có nghe mùi, nhưng mà khi mà chúng ta đào vào bên trong á thì đương nhiên không có ánh nắng mặt trời thì vi sinh vật tị khí trong đó sẽ phát triển, nó sẽ tạo ra mùi hôi thối. Đặc biệt là cái chất thải lá nha đam này cái mùi rất là nồng nha mọi người. Chúng ta sẽ xem cái màu sắc. Màu sắc của cái lá nha đam mà bên trong cái đống ủ nó chưa có khô. Nó sẽ màu vàng vàng như thế này nè. Mùi như thế nào thì tôi ở đây nhiều rồi, anh em ở bộ phận phân bón thì cũng đã ngửi nhiều và biết. Chúng ta đào kim để tạo mùi cho nó hôi hôi để tiến hành phun, thực thử mùi luôn. rất là nồng, rất là nồng. Đây là cái lá nha đam đã phân hủy này. Chúng ta ngửi đánh giá trước khi phun xịt và sau khi phun xịt. Việc ngửi thử không? Rồi lát xịt xong sẽ ngửi lại một lần nữa ha. Nồng quá. Thật sự phải đeo khẩu trang, nhưng mà để cho trực quan và thực tế, tôi không có đeo khẩu trang để chúng ta thực nghiệm cho nó khách quan và nó chính xác luôn. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ vô pha men. Tôi sẽ dùng cái men vi sinh vật bản địa IMO, nguyên liệu đầu vào là thơm trước. Trước tiên là chúng ta sẽ khuấy đi, khuấy cho nó đều hết. Và sau khi khuấy đều, chúng ta sẽ lấy cái men này múc với tỷ lệ 1:10, tức là 1 lít men này pha với 10 lít men, lít nước sạch, đặc biệt là nước máy có clo thì chúng ta nên để qua đêm cho nó bay hết clo đi, hoặc sụp khí cho nó bay hết clo đi chúng ta mới sử dụng nha. Còn nó là nước hồ, nước sông thì chúng ta cứ xài bình thường, qua lọc là xài thôi. Bồn thùng này là 100 lít, hiện tại này là nửa thùng, thì tôi sẽ sử dụng 50 lít nước cùng với khoảng 5 lít men này. Mùi chua chua, thơm thơm như lúc nãy tôi nói. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này, để múc nước. Thì một cái hũ như vậy là khoảng nửa lít, tôi sẽ múc khoảng tầm 10 hũ. Thì chúng ta đã pha xong cái mẻ IMO thứ cấp, gọi là IMO 2 đi, tỷ lệ 1:10. Sau đó chúng ta sẽ phun xịt vào cái đống lá nha đam đang bốc mùi trong quá trình phân hủy để đánh giá xem cái hiệu quả xử lý mùi của cái hệ vi sinh trong cái IMO này như thế nào. Thì công thức men đã pha xong, máy bơm đã có, chúng ta gắm điện và tiến hành cầm phun xịt, đánh giá trong vòng 2 đến 3 phút ha. Thì cái mùi hồi nãy là tôi cũng đã review rồi, bình thường thì không sao, nhưng mà cầm lên thì khá là hôi. Chúng ta sẽ xịt và cũng cầm lên giống như chai như vậy để kiểm tra xem cái độ khử mùi như thế nào. Để xịt nước đậm cái đóng ủng. Xịt xung quanh cái đóng ủng luôn. Còn chỗ nào ẩm thì xịt. Còn 9:25 chúng ta sẽ kiểm tra và đánh giá cái mùi của nó. mũ đã xịt xong, khoảng tầm 2 phút nữa đi, chúng ta sẽ ra lại cái chỗ này và bóc một miếng lá nha đam đang phân hủy lên để kiểm tra xem là cái mức độ phân hủy, khử mùi và xử lý của vi sinh vật IMO bản địa chúng ta xem như thế nào. Rồi việc quay một vòng xung quanh để cho mọi người thấy cái quy mô của bãi phân mình đó, những cái đất phân to. Gần 1 ha diện tích mặt bằng để xử lý thì những cái đống phân bò nha đam này sẽ được ủ hôi cung cấp cho các bộ phận nho, táo, ổi. Hiện tại thì những đống ủ này đã đang trong quá trình phân hủy và chuẩn bị sử dụng. Thì sau khi hôi chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái mức độ như thế nào chúng tôi mới đem ra sử dụng ha. Rồi cũng được gần 2 phút đó. Chúng ta thì thường thì đứng gần thì cũng sẽ không có mùi, thì đương nhiên hồi nãy lúc đầu cũng vậy, đứng gần không có mùi, nhưng mà nay tôi bóc cái lá này lên nè, tôi ngửi đúng là không có mùi được. Cameraman ngửi thử coi, không có thối đúng không? Đồ đúng là không có thối thiệt. Good. Một cái minh chứng cho 20% còn lại. Thật sự quay video thì chúng ta không có đánh giá cách qua, mọi người không có thể kiểm nghiệm được. Nên bây giờ đó là một cái minh chứng cho cái việc sử dụng vi sinh vật bản địa để khử mùi. Không phải là nó hết hoàn toàn 100% nha mọi người, nhưng mà nó giảm rất là đáng kể. Nếu mà ngửi trước khi ngửi và sau khi xịt ngửi á, nó có thể giảm được khoảng 70-80% mùi đấy. Đây là cái biện pháp cấp thời. Để hiệu quả thì khi mà chúng ta đảo trộn, thì chúng ta cứ pha men nhân sinh cái IMO gốc lên thành cái IMO 2, cứ 1 lít IMO gốc pha cho 10 lít nước, tỷ lệ là 1:10, rồi chúng ta phun xịt xung quanh, vừa lấy máy đảo trộn vừa có một bạn đứng xịt xử lý mùi, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán mùi một cách tiết kiệm chi phí nhất. Tuy nó không giải quyết được 100% nhưng 70-80% là một quá xuất sắc và tuyệt vời để chúng ta tiết kiệm được chi phí cũng như là đáp ứng được cái tiêu chí là khử mùi của bãi phân. Ở trên mặt mà chúng ta xịt men vô thì hoàn toàn không còn mùi nữa. Nhưng mà ở dưới cái lớp giữa, ví dụ trong chính giữa đám ủ nè, thì chúng ta chưa có men xịt vô, chưa có tiếp xúc vi sinh vật IMO, vi sinh vật bản địa, thì đòi hỏi chúng ta vừa đảo trộn vừa phun xịt IMO vô thì chắc chắn là sẽ giảm bớt mùi rất là nhiều. Rồi, đó là một cái video thực tế ngày 24 tháng 9 chúng tôi nhân sinh vi sinh vật bản địa IMO gốc. Và ngày 28 tháng 9 chúng tôi sử dụng IMO gốc để nhân thành IMO 2, tức là IMO thứ cấp, để phun xịt xử lý mùi của cái đống lá nha đam. Và nếu như mọi người không còn mùi luôn, nếu như mọi người có nhu cầu đến để trải nghiệm trực tiếp chúng tôi sẵn sàng, nhưng vấn đề bây giờ là để cho qua dịch nha mọi người. Và rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong video sau tôi sẽ quay cho mọi người và giới thiệu cho mọi người kỹ thuật nhân sinh và chế biến IMO 4, tức là chuyển từ IMO dạng lỏng, thay vì IMO dạng lỏng chúng ta bảo quản được có 6 tháng trở xuống à, thì IMO 4 chúng ta sẽ chuyển thành dạng bột, bảo quản được tới 3 năm. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.